Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tin báo mới nhất của AP cho hay bão nhiệt đới Hôn đã hình thành ở trung tâm Thái Bình Dương ngay sau bão cuồng phong cấp 3 Gilma. Cơn bão mới nhất Hun có sức gió duy trì mạnh nhất là 65 km h và có tâm bão cách Honolulu, Hawaii, nước Mỹ khoảng 1 mươi km về phía đông đông nam. Tâm bão cách Hilo, Hawaii khoảng 1.430 km về phía đông đông nam. Theo tin bão mới nhất của Trung tâm bão khu vực Trung tâm Thái Bình Dương cho biết như vậy. Các nhà dự báo bão cho hay người dân ở Hawaii nên theo dõi tiến trình của cơn bão mới nhất ở Thái Bình Dương. Hiện tại, chưa có lệnh theo dõi hoặc cảnh báo nào được ban hành. Trong 3 ngày tới, tổng lượng mưa có thể đạt từ 4 đến 8 inch, tương đương 10,16 cm đến 20,32 cm. Với lượng mưa cục bộ cao hơn ở các khu vực đón gió của đảo lớn Hawaii, các đảo nhỏ hơn có thể nhận lượng mưa cao từ 2 đến 4 inch, tương đương 5,08 cm đến 10,16 cm. Ngoài ra, sóng lớn, gió mạnh gió giật do bão gây ra dự kiến sẽ đến quần đảo Hawaii vào cuối tuần, có thể gây ra sóng lớn và dòng chảy xiết nguy hiểm. Tâm bão hôn được dự báo áp sát hoặc đi qua phía nam đảo lớn ở Hawaii vào cuối tuần này. Hệ thống bão mới nhất đang di chuyển về phía tây tây bắc với tốc độ 22 km một giờ. Trong khi đó, cơn bão cuồng phong Ginma đang duy trì sức mạnh với sức gió duy trì mạnh nhất là 205 km một giờ. Bão Ginma đang di chuyển sau bão Hôn và đang cách Hilo khoảng 3.185 km về phía đông và di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 11 km một giờ. Các nhà dự báo bão cho biết dự kiến Ginma vẫn là cơn bão cuồng phong mạnh trong vài ngày tới. Ginma là cơn bão số 7 ở đông bắc Thái Bình Dương. Trước đó, các cơn bão đã hình thành ở khu vực này trong mùa bão năm nay lần lượt là Aleta, Bert, Carlota, Daniel, Emilia, Fabio. Trong khi đó, theo USA Today, هون là cơn bão đầu tiên được đặt tên của mùa bão ở trung tâm Thái Bình Dương năm 2024. Theo tin báo mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia NHC, ngoài hai cơn bão đang hoạt động ở khu vực phía đông và trung tâm Thái Bình Dương, một áp thấp mới đang hình thành ở khu vực này. Lũ lụt do mưa lớn quét qua phía đông bắc Ấn Độ và phía đông Bangladesh đã ảnh hưởng tới hơn 6 triệu người và khiến nhiều người thiệt mạng. 190.000 người phải trú ẩn khẩn cấp. Cụ thể, Al dẫn lời Bộ Quản lý và Cứu trợ Thiên tai Bangladesh cho biết khoảng 4,5 triệu người dân nước này đã bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ lớn. Tính đến 23 tháng 8, ít nhất 13 người đã thiệt mạng. Nhiều ngày qua, mưa to khiến lượng lớn nước từ các vùng đồi núi thượng nguồn đổ về các con sông địa phương, gây tràn bờ và tàn phá trên diện rộng. Mưa và nước dâng cao từ thượng nguồn Chipura cũng đã tàn phá nhiều khu vực ở miền đông Bangladesh. Nhiều người ở các quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất như Kumila, Feni và Noah Kali đã kêu cứu vì mất điện và đường xá bị chia cắt. Việc đi lại và liên lạc đã bị cắt đứt giữa thủ đô Dhaka và thành phố cảng Chittagong phía đông nam do một phần của đường cao tốc chính bị ngập nước. Trong khi đó tại Ấn Độ, mưa lớn gây ra lũ lụt và lở đất khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và buộc hơn 65.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Lực lượng chức năng phải tổ chức trèo xuồng cứu sinh để đưa người dân đến nơi an toàn tại bang Chipura, đông bắc nước này. Một số hình ảnh trên truyền hình cho thấy ô tô và xe buýt bị mắc kẹt trên những con phố mênh mông nước. Giới chức Ấn Độ cũng cho biết nhiều ngày mưa liên tục đã khiến các con sông dâng cao. 450 trại cứu trợ đã được mở tại Chipura, nơi có khoảng 1,7 triệu người bị ảnh hưởng cùng với thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng, mùa màng và gia súc. Mùa mưa hàng năm ở Nam Á thường xuyên gây ra sự tàn phá đáng kể, nhưng biến đổi khí hậu đang làm thay đổi các kiểu thời tiết và làm tăng tần suất các hiện tượng cực đoan. Tình nguyện viên cứu hộ Zahed Hossein Bouhia nói với hãng thông tấn AFP từ Phenin, Bangladesh. Tình hình ở đây rất thảm khốc, chúng tôi đang cố gắng giải cứu càng nhiều người càng tốt. Theo Al Jazeera, dù cả hai nước đều bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, nhiều người Bangladesh đổ lỗi cho Ấn Độ, nói rằng họ đã mở một con đập trên sông ở Tripura gây ra lũ lụt đột ngột ở Bangladesh. Bộ ngoại giao Ấn Độ phủ nhận điều đó trong một tuyên bố, nói rằng con đập nằm xa biên giới và Ấn Độ đã chứng kiến những trận mưa lớn nhất năm nay trong tuần này và dòng nước chảy về hạ lưu là do xả tự động. Ấn Độ và Bangladesh có chung 54 con sông chảy từ dãy Himalaya đến vịnh Benagan. Theo bản tin dự báo bão của Cục Quản lý Thiên văn, Địa lý và Khí quyển Philippines cho hay, vào hồi 3 giờ sáng ngày 23 tháng 8, vị trí tâm bão San San ở vào khoảng 16,6 độ vĩ Bắc, 141,6 độ kinh Đông, cách Trung Luzon khoảng 2.135 km. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão gần 100 km/h, giật tới 125 km/h. Áp suất trung tâm 990 hecto Pascal dự báo bão San San sẽ mạnh dần lên nhanh chóng trong 24 giờ tới và có thể trở thành bão cuồng phong trong ngày 23 tháng 8. Trước đó, các mô phỏng của Trung tâm Dự báo Thời tiết Tầm trung châu Âu ECMWF cũng đã cho thấy khả năng cao là bão San San sẽ chuyển hướng đông bắc để tác động đến Nhật Bản. Từ đầu tháng 8 đến nay, 6 cơn bão đã hình thành ở phía tây bắc Thái Bình Dương, vượt quá mức trung bình của tháng 8 là 5,4 cơn bão. San San là cơn bão thứ 10 trong mùa bão 2024. Dự báo bão của cơ quan khí tượng Nhật Bản, (JMA) cũng cho thấy San San sẽ trở thành bão cuồng phong sớm nhất vào ngày 23 tháng 8 hoặc 24 tháng 8. Các điều kiện thuận lợi sẽ thúc đẩy sức mạnh của bão hơn nữa. Rất có khả năng San San có thể là bão cấp 3 trong tháng bão 5 cấp Saphir Simpson hoặc siêu bão khi đổ bộ miền Nam Nhật Bản vào sáng ngày 25 tháng 8. Áp suất trung tâm của bão dự kiến vào khoảng 980 hectopascal. Thời gian và địa điểm đổ bộ chính xác vẫn chưa rõ ràng, nhưng miền Nam Nhật Bản dự kiến sẽ hứng chịu cơn bão mạnh nhất. Nhà khí tượng học Myventry đăng một bản đồ dự báo đường đi của bão San San trên X với chú thích cầu nguyện cho Nhật Bản. Cơn bão San San xuất hiện không lâu sau khi Nhật Bản bị bão Ampin tấn công, khiến hàng nghìn người phải sơ tán, hàng trăm chuyến bay và tàu hỏa bị hủy bỏ. Những người yêu thích thiên văn học Trung Quốc đã có cơ hội chứng kiến một trong những hiện tượng thiên văn đặc biệt khi bảy mặt trời xuất hiện cùng một lúc trên bầu trời Thành Đô. Các đoạn video do nhân chứng quay lại cho thấy hình ảnh bảy mặt trời cùng xuất hiện vào cuối ngày và lặn dần. Bảy mặt trời xuất hiện xếp thành hàng cạnh nhau, có kích thước và màu sắc cũng khác nhau. Theo các chuyên gia, hiện tượng này được gọi là panhelion hay mặt trời giả, xảy ra do ánh sáng mặt trời khúc xạ qua các tinh thể băng trong khí quyển tạo ra ảo giác về nhiều mặt trời. Phó Chủ tịch Hội thiên văn học nghiệp Dư Tứ Xuyên cho rằng cảnh tượng vừa qua có thể là ảo ảnh quang học do ánh sáng khúc xạ qua nhiều lớp không khí. Trang Skybrary gọi Pahelion là một trong những hiện tượng khí quyển kỳ lạ nhất. Trước đó, Quảng Châu Nhật Báo đưa tin vào ngày 7 tháng 7 năm 2023, một người đàn ông họ tiêu ở Nghi Tân, Tứ Xuyên bất ngờ đăng tải một video quay lại cảnh hai mặt trời cùng xuất hiện trên bầu trời một người dân ở Vận Thành thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc cũng đã chụp được hình ảnh về bốn mặt trời đồng thời xuất hiện vào ngày 28 tháng 2 năm 2023. Chương trình của chúng tôi tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.